Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cường Đô La và Đàm Tu Trang gây choáng khi xuất hiện cùng đoàn siêu xe bạc tỷ trước thềm đám cưới. Xuất hiện cùng đoàn siêu xe bạc tỷ trước thềm tổ chức đám cưới, Cường Đô La và Đàm Tu Trang đã thu hút mọi chú ý của dân tình. Cặp đôi Cường Đô La và Đàm Tu Trang luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý kể từ khi công khai quan hệ tình cảm. Từng hẹn hò không ít người đẹp trong giới giải trí, Đàm Tu Trang được phỏng đoán sẽ là tình cuối của doanh nhân phố núi. Tối ngày 13 tháng 6, cặp đôi lại tiếp tục được bắt gặp khi cùng nhau xuất hiện trước đám cưới trong hành trình toàn siêu xe bạc tỷ. Hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Khi bị bắt gặp, Cường Đô La cũng tỏ ra vô cùng thân thiện, giơ tay chào hỏi mọi người xung quanh. Vốn là một đại gia có thú chơi siêu xe khét tiếng, Cường Đô La sở hữu nhiều xe sang như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider, Audi R8, hai chiếc Bentley, Rolls Royce Phantom, Porsche, Mini Cooper, chiếc Porsche 911 GT3 gần đây cũng được Cường Đô La bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Những ngày gần đây, Đàm Thu Trang đứng trước nghi vấn đang mang thai con đầu lòng với Cường Đô La. Tin đồn rầm rộ sau khi người mẫu gốc Lạng Sơn tăng cân thấy rõ trong một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô nép vào người Cường Đô La cho vùng bụng tròn trịa hơn trước. Cư dân mạng phát hiện ra thời gian gần đây, Đàm Thu Trang thường chia sẻ ảnh giấu vùng hai, cô còn nói về chuyện tăng cân trông thấy, mặt tròn hơn hẳn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Đàm Thu Trang mang bầu trước ngày cưới. Tuy nhiên mới đây, Đàm Thu Trang lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai trước ngày cưới. Cô cho biết thời gian qua giữ im lặng vì không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào hơn. Cô cho hay không muốn nói vì thật sự chẳng có gì để nói, nhưng càng không nói thì câu chuyện càng đi xa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng làm ơn để Trang được tự nhiên thoải mái, chỉ là tăng cân vì ăn ngon ngủ ngon thôi. Stylist Vông Chuẩn cũng bất ngờ khi bản thân vướng tin đồn mang thai. Công nhận, trí tưởng tượng phong phú toàn bằng chứng sắt thép, mấy chuyện người ta nép vô nhau cũng thành cố tình che giấu bụng bầu. Trước đó, Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào sáng ngày 20 tháng 1. Lễ cưới của hai người dự kiến diễn ra vào tháng 7. Dù từng kết hôn và có con trai với Hồ Ngọc Hà, nhưng đây là lần đầu tiên Cường Đô La chính thức tổ chức đám cưới. Ngoài Đàm Thu Trang, chưa một mối tình nào được Cường Đô La trân trọng và yêu thương đến mức này. Quý vị thính giả thân mến, 9 tháng kể từ ngày bắt đầu mối quan hệ chính thức với Hoa Khôi xứ Lạng, top 8 Việt Nam Next Top Model năm 2011 Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã liên tục có những hành động khó tin, điều mà anh chưa từng làm với bất kỳ người tình nào trong quá khứ, bao gồm những mỹ nhân hạng A của showbiz như Yến Trang, Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà hay Hà Vi. Tin đồn hẹn hò giữa Cường Đô La và Đàm Thu Trang bắt đầu dấy lên từ tháng 8 năm 2017, vì là mối tình công khai sau thời gian chóng vánh, chia tay mỹ nhân phạm người mê Hà Vi, nên Cường Đô La không tránh khỏi khiến dư luận nghi ngờ. Nhiều đồn đoán cho rằng Cường Đô La phụ tình người cũ và Đàm Thu Trang cũng bị chỉ trích là kẻ thứ ba. Thậm chí Đàm Thu Trang còn bị đặt lên bàn cân so với những người yêu cũ của Cường Đô La. Nhìn lại những mối tình đã qua của Cường Đô La có thể thấy luôn xuất hiện thị phi. Thiếu gia phố núi ít khi giải thích hay trần tình nhiều, anh mặc mọi người đồn đoán và cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Lần này Cường Đô La cũng giữ sự im lặng tuyệt đối trước truyền thông, song anh có động thái riêng để giải vây cho Đàm Thu Trang. Anh thể hiện tình cảm khéo léo với người yêu trên mạng xã hội. Anh thường xuyên like và bình luận phía dưới những bức ảnh của Đàm Thu Trang với ngôn từ tình tứ. Khi Đàm Thu Trang viết bâng quơ, chẳng cần biết thân nhiều hay ít, quan trọng lúc bạn cần họ, bạn có nhìn thấy họ không? Cường Đô La nhắn nhủ, thấy anh là đủ rồi. Cái đó là việc anh quyết định đính hôn với Đàm Thu Trang chỉ sau 2 tháng yêu đương. Thời điểm đó nhiều người bán tính bán nghi về mức độ nghiêm túc của thông tin, bởi điều này thực sự quá nhanh quá nguy hiểm. Đến Hồ Ngọc Hà phải một thời gian dài sau khi sinh con trai Subel, Cường Đô La mới xác lập quan hệ vợ chồng. Riêng đám cưới thì anh chưa từng nhắc tới. Thế nhưng, mặc dù giữ bí mật quan hệ với Đàm Thu Trang, Cường Đô La vẫn thể hiện rằng mình anh đã thuộc về một cô gái bằng cách thay đổi trạng thái hôn nhân trên trang Facebook của mình. Vào tháng 9 năm 2017, cả hai đã đồng loạt cập nhật trạng thái đã đính hôn liên tiếp những ngày sau đó. Cả khéo khẳng định chủ quyền yêu đương qua những chia sẻ riêng tư. Sự khác biệt lớn hơn nữa là
Chỉ với Đàm Thu Trang, Cường Đô La mới tự mình công khai quan hệ đặc biệt bằng bức hình chụp bạn gái ngồi sau vô lăng từ phía xa ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 năm 2018. Cũng chính Cường là người mở lời xác nhận, giải tỏa mọi suy đoán tin đồn bằng việc đăng ảnh cả hai ngồi ăn bên nhau ở quán vỉa hè cùng dòng trạng thái đầy sở hữu. Chúng tôi, Cường thể hiện vai trò hoàn toàn chủ động trước sự tò mò của dư luận và truyền thông, thay vì tâm thế bất đắc dĩ như trong các cuộc tình cũ. Bất ngờ hơn nữa, trong hành trình vượt siêu xe mà Cường tổ chức vào cuối tháng 2 năm 2018, lần đầu tiên sau 7 năm, anh đặt một người phụ nữ ngồi vào ghế phụ. Người đó là Đàm Thu Trang, chưa từng có một cô gái nào được vị đại gia mê siêu xe trao cho vinh dự đó. Tất nhiên, có thể vì Cường đang trong men say ái tình, nhưng vì Cường muốn Đàm Thu Trang hiện diện bên cạnh anh trong cuộc chơi vốn dành riêng cho những gã đàn ông không ưa vướng bận cho thấy anh thực sự tự do và thoải mái khi ở bên cạnh người đẹp họ Đàm. Trên Facebook và Instagram của Cường Đô La cũng ngập tràn hình ảnh của Đàm Thu Trang, cô như người bạn đồng hành, một tri kỷ theo anh trên mỗi chặng đường dù công việc hay sở thích. Vào tháng 2 năm 2018, Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ tâm trạng mệt mỏi. Em muốn thế giới lặng yên, trong giây lát em chỉ thấy mệt mỏi. Nhiều người đặt dấu hỏi nghi vấn phải chăng người đẹp họ Đàm và thiếu gia phú núi đã đường ai nấy đi sau 6 tháng hẹn hò. Ngay sau đó, Cường Đô La đã có động thái đập tan tin đồn khi anh xuất hiện trong buổi khai trương nhà hàng của Đàm Thu Trang. Dù đánh chụp hình chung, song doanh nhân họ Nguyễn và bạn gái vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Cử chỉ thân mật của cặp đôi tình nhân đã đập tan tin đồn trạng nứt mối lương duyên. Tới đám cưới dịp Lâm Anh, người ta càng chứng thực hơn nữa sự thay đổi mạnh mẽ của doanh nhân nổi tiếng đào hoa. Những người bạn gái cũ của Cường, trong đó có Hồ Ngọc Hà, luôn khen ngợi Cường có tính cách ga lăng, chiều chuộng phụ nữ. Song đó là lúc chỉ hai người họ với nhau. Thời còn là chồng Hà Hồ hay bạn trai Hà Phi, chưa thấy ai Cường công khai dành cho phụ nữ của anh những hành động tình tứ ngọt ngào và mê đắm chốn đông người. Nhưng với Đàm Thu Trang thì khác. Nụ hôn bất ngờ mà Cường đặt lên trán của Đàm Thu Trang, cùng cách luồn tay vào trong tóc để ôm lấy gương mặt bạn gái một cách đầy nâng niu trước hàng trăm khách mời dự tiệc khiến cộng đồng mạng phát hờn. Đó còn là cách một người đàn ông muốn trao cho người con gái của mình một danh phận. Còn nhớ thuở còn bằng đồng với Hà Hồ, thời gian đầu ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, gần như không ai hay biết về cuộc tình của họ. Phải đến khi cả hai đã có con chung, trong đám cưới của Lệ Quyên, công chúng mới thấy cặp đôi công khai khóa môi nhau. Cặp đôi đăng ký kết hôn khi Hồ Ngọc Hà sinh con đầu lòng, nhưng chưa bao giờ tổ chức lễ cưới. Đến đầu năm 2014, Cường Đô La ngỏ lời cầu hôn Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết đẹp, không ngờ cuối năm đó, cặp đôi tuyên bố chia tay. Trong mối tình 2 năm với Hạ Vi, Cường Đô La cũng chưa từng cho cô một danh phận. Cặp đôi đã có nhiều khoảng thời gian thăng trầm trong mối quan hệ và Hạ Phi thậm chí còn đối diện với không ít lùm xùm. Cuối cùng người đẹp Hải Phòng cũng chỉ là một bóng hồng từng đi qua cuộc đời anh. Cách đây vài ngày, Đàm Thu Trang đã có mặt tại quê Lạng Sơn để làm dỗ cho bố. Dĩ nhiên Cường Đô La cũng theo người yêu về quê trong dịp đặc biệt này. Đáng chú ý là Đàm Thu Trang livestream trò chuyện cùng bạn bè trên mạng xã hội, thay vì tránh mặt Cường Đô La lại vui vẻ xuất hiện cùng bạn gái. Không chỉ thế, anh còn liên tục dành nhiều cử chỉ thân mật như là hôn, ôm Đàm Thu Trang. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng thể hiện sự quan tâm của mình dành cho bạn trai khi lau mồ hôi cho Cường Đô La. Không những vậy, Cường Đô La còn gọi cô là vợ khi trả lời bình luận của một người bạn. Ngoài ra, anh cũng khẳng định với người hâm mộ, khi nào cưới sẽ livestream. Trước những câu nói này của bạn trai, Đàm Thu Trang không có thái độ phản đối. Anh còn hài hước chọc bạn gái. Cô gái nào muốn tìm chồng thì cho người đó ăn bánh ngải nha. Cường anh bắn ngải xong là ở đây luôn không về nữa đấy. Quả thật sự ngọt ngào này của Cường Đô La khiến công chúng ngỡ ngàng vì đây không phải là lần yêu đầu của anh nhưng hẳn là lần yêu mãnh liệt nhất mới khiến một doanh nhân điềm đạm và kín tiếng bung xõa hết mình như thế trong tình yêu. 9 tháng yêu nhau nhưng từng hành động, từng lời nói mà Cường dành cho Đàm Thu Trang không giống với các cặp đôi thông thường. Họ thực sự gắn bó như người một nhà và nhất là Cường vẫn thực sự giữ sự chủ động. Anh thoải mái thân thiện, tự tin lộ diện trước công chúng và fan hâm mộ, vui vẻ giao lưu trò chuyện với họ mà không có bất kỳ một sự cố gắng hay gượng ép nào.
Phải chăng việc người đẹp chủ động rút chân ra khỏi làng giải trí từ lâu và không chịu những ràng buộc hình ảnh của một ngôi sao showbiz? Phải chăng chính cách sống giản dị kín đáo, ít phô trương của Đàm Thu Trang đã gỡ bỏ mọi áp lực vô hình ra khỏi tâm thức của đại gia Phú Núi khi bắt đầu cuộc tình mới? Hay phải chăng chỉ ở bên Đàm Thu Trang, Cường Đô La mới thực sự được sống đúng với con người thật của chính mình? Một đám cưới giữa đại gia Phú Núi và hoa khôi xứ lạng có vẻ như là điều không còn xa vời. Và nếu đám cưới diễn ra, đó sẽ tiếp tục là một trong những điều đầu tiên nữa mà Cường Đô La chỉ dành riêng cho cô gái hiện tại của mình, người đẹp Đàm Thu Trang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.